Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thêm một món ăn thật là ngon và thật là đơn giản, dễ thực hiện và rất là phù hợp với mỗi bữa cơm gia đình của chúng ta. Đó là món ba rọi cháy tỏi, ba rọi hay còn gọi là thịt ba chỉ đó các bạn. Thì để thực hiện món ăn này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là 500g thịt ba rọi, còn đây là bột chiên giòn 50g. Ở đây các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 3 muỗng canh tỏi băm nhuyễn. Và đây là ớt bỏ hạt băm nhuyễn. Về liều lượng ớt thì các bạn có thể là tăng lên nếu như các bạn ăn cay được nha. Do là nhà mình không có thích ăn cay lắm cho nên ở đây mình sử dụng rất là ít ớt. Cuối cùng sẽ là các gia vị nêm nếm cần thiết khác, đó là nước mắm, đường, muối, hạt nêm và tiêu xay. Nếu như các bạn không thích ăn hạt nêm thì các bạn cũng có thể thay thế bằng bột ngọt nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện món ba rọi cháy tỏi này nhé. Bước đầu tiên các bạn sẽ bắt lên bếp cho mình một nồi nước như thế này để chúng ta đi luộc sơ cái phần thịt heo. Các bạn sẽ cho vào nước là một muỗng cà phê muối. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho thịt vào. Các bạn sẽ luộc sơ trong khoảng thời gian là 3 phút. Sau khoảng thời gian 3 phút thì bây giờ các bạn thấy không? Bây giờ thịt của mình nó nổi lên những cái phần bọt dơ như thế này. Cho nên là các bạn sẽ vớt thịt ra và các bạn sẽ rửa lại qua với nước cho nó sạch hết cái phần bọt này. Về lý do mà mình cần phải luộc sơ qua thịt như thế này, thứ nhất là để loại bỏ những cái bọt dơ này. Thứ hai là thịt của mình khi mình cắt ra miếng nó sẽ đẹp hơn và dễ cắt hơn nha các bạn. Còn nếu như các bạn không thích công đoạn này thì các bạn cũng có thể bỏ qua. Và bây giờ các bạn sẽ đi cắt thịt ra. Cái độ dày của thịt là khoảng chừng 0,5cm nha các bạn. Mình luộc sơ qua nước sôi như thế này á, mình cắt thịt nó rất là đẹp và rất là dễ cắt. Tiếp theo các bạn sẽ cho hết cái phần thịt sau khi mình đã cắt xong, các bạn cho vào một cái tô lớn như thế này để chúng ta đi ướp gia vị. Các bạn cho vào đây một muỗng cà phê đường, muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, một ít tiêu xay. Các bạn sẽ cho ớt vào luôn ha. Và cho vào đây 2 muỗng cà phê nước mắm. Bây giờ các bạn sẽ ướp thịt trong khoảng thời gian là 10 phút. Sau 10 phút các bạn ướp gia vị. Bây giờ các bạn sẽ cho vào đây 50g bột chiên giòn. Sau đó các bạn sẽ trộn đều lên để cho thịt của mình nó có thể là áo một lớp bột chiên giòn ở bên ngoài. Bước tiếp theo các bạn sẽ bắt lên bếp cho mình một chảo dầu như thế này. Các bạn cho dầu cũng tương đối nhiều ha. Bây giờ mình sẽ chờ cho dầu của mình nó nóng lên. Các bạn cho đũa vào và các bạn thấy đầu đũa nó vừa sủi bọt lên thì các bạn sẽ cho thịt vào các bạn chiên. Các bạn sẽ để ở mức lửa trung bình. Các bạn sẽ chiên thịt đến khi nào các bạn thấy thịt đã vàng giòn và đã chín thì các bạn sẽ vớt ra, các bạn để ráo dầu. Lúc này các bạn nhìn thấy là thịt heo của mình nó đã vàng giòn được như thế này thì các bạn sẽ vớt ra ngoài một cái rây hoặc là giấy thấm dầu để cho nó lượt bớt cái lượng dầu ha các bạn. Rất là đẹp mắt luôn á. Tiếp theo các bạn sẽ bắt lên bếp một cái chảo khác như thế này, hoặc là các bạn cũng có thể là sử dụng là cái chảo mà chúng ta đã chiên thịt, các bạn trút bớt dầu ra, hoặc là sử dụng chảo mới như mình. Các bạn cho vào đây khoảng một muỗng canh dầu ăn. Sau khi dầu đã nóng thì các bạn sẽ chỉnh về cái mức lửa nhỏ vừa, các bạn cho hết cái phần tỏi vào, chúng ta phi lên cho nó vàng và nó thơm. Đối với món này á, đặc trưng của nó là tỏi nha, cho nên là nguyên liệu chính là tỏi, cho nên là mình sẽ cho tỏi nó hơi nhiều, khoảng 3 muỗng canh. Giờ mình sẽ chờ cho tỏi của mình nó vàng lên. Lúc này tỏi đã bắt đầu vừa chuyển sang màu vàng thì các bạn sẽ cho ngay thịt chiên vào. Các bạn đảo. Đảo đến khi nào mà tỏi của mình nó thấm vào trong thịt cũng như là tỏi của mình nó vàng ha. Nó vàng đậm hơn một chút. Mình sẽ tắt bếp. Các bạn có thể là dùng cái sạn gỗ như thế này để các bạn đảo nó sẽ đều hơn. Tỏi của mình đã bắt đầu vàng đậm hơn thì mình sẽ tắt bếp nha.
Món này rất là đơn giản nhưng lại rất là đưa cơm á các bạn. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món ba rọi cháy tỏi đó các bạn. Cách làm rất là đơn giản nhưng lại mang đến cho chúng ta một món ăn rất là đậm đà và đưa cơm, cũng như là màu sắc đẹp mắt như thế này. Mùi thơm của tỏi nè các bạn, khi mình ăn vào có cái độ giòn rụm nhẹ ở bên ngoài miếng thịt, rất là ngon. Mình chúc cho các bạn sẽ thành công với món ba rọi cháy tỏi này nhé. Và nếu như các bạn thực sự yêu thích món ăn này, các bạn đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho bạn bè của mình để cùng thực hiện. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi món ăn này. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye!